Vâng, xin kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Salon Auto HHDC Auto Luxury Car Có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội và em là Đức Hoàng Ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội rất đẹp và cũng như là em về một siêu phẩm, có thể nói là siêu phẩm Duy nhất đang có mặt tại thị trường xe ô tô đã qua sử dụng Thì uh, hiện tại trước mắt quý vị anh chị đây là mẫu bm X5 uh, X-Driver phiên bản M-Sport Và nó lăn bánh mới chỉ có gần 20.000 km thôi, siêu lướt 2021 Vậy thì ngay bây giờ đây em Hoàng sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị cái mẫu xe rất là tuyệt vời này nhé. Ừ ok. Đây trước mắt quý vị anh chị đây là mẫu xe phiên bản BMW X5 phiên bản M Sport một trong những cái phiên bản có thể nói là rất là hot trên thị trường hiện nay. Như em Hoàng có sự tìm hiểu thì đối với chúng ta khi bây giờ lựa chọn một cái mẫu xe mới thì chúng ta sẽ khá là hạn hẹp về cái nguồn 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 xe của tại chính hãng thì khi mà quý vị anh chị lựa chọn những cái mẫu xe lướt như này thì chúng ta lại có thể lợi được về kinh tế và lợi cả về uh, rất nhiều thứ khác nhé quý vị anh chị uh, phiên bản BMW X5 thế hệ mới này thì uh, nó đã lột xác hoàn toàn so với những cái phiên bản cũ rồi cũng như là thay đổi cả về phần động cơ uh, rất nhiều thứ nữa phần đèn pha thì phiên bản M Sport thì được trang bị là hệ thống đèn pha uh, bi led nhưng mà laser nhé công nghệ laser một trong những công nghệ uh, chiếu sáng đỉnh cao của BMW có mặt tại thời điểm này uh, góc chiếu sáng độ xa của uh, đèn pha thì có thể lên đến 600m quý vị anh chị hệ thống mặt Ca lăng đấy thì là uh, dạng hai quả thận tương xứng và nó có hệ thống đóng mở điện nhé quý vị anh chị đấy giúp cho chúng ta uh, có thể làm mát động cơ rồi cũng như là làm uh, nóng trong mùa đông uh, rất là tốt uh, phiên bản uh, X5 thì là một trong những chiếc xe mà có thể nói là SUV uh, 7 7 chỗ 5 2 cộng +2 rất là đẹp đúng không ạ BM thì luôn luôn đem lại cho chúng ta một cái uh, form dáng nhìn trông rất là thể thao. Chiếc xe của em là một chủ từ đầu và mới lăn bánh được khoảng quãng độ 20.000 km thôi, rất là mới. Bảng số thì cũng rất là vip luôn đấy ạ. Đấy. Uh, vì là một chiếc xe siêu lướt cho nên là uh, chúng ta sẽ đánh giá từ những chi tiết nhỏ nhé quý vị anh chị. Uh, phần đèn hậu ở phía sau này cũng vậy, rất là đẹp luôn ạ. Và uh, cái bộ mâm, điều mà em thích nhất là cái bộ mâm 18 inch. Đây là 10, bộ mâm 18 inch ạ. Đấy. À bộ mâm 20 inch, em xin lỗi. Vâng, bộ mâm 20 inch. Uh, của phiên bản m sport nhé quý vị anh chị nhé rồi các cái phần cùng phanh này Đấy, cùng phanh cũng là toàn bộ là phanh hiệu suất cao đĩa gốm của m sport một trong những cái hãng uh, nâng cấp xe rồi cũng như là một trong những cái hãng độ xe mà có thể nói là rất là tuyệt vời trên thế giới trên uh, áp dụng trên những cái uh, phiên bản bm Đấy. chúng ta sẽ có phần cốp điện mở hình vỏ sò so. ừ, mở hình vỏ sò so nhé quý vị anh chị ở phía dưới này cũng là bằng điện hết này khoang cốp thì rất là rộng rãi và thoải mái cho nên là trong những chuyến đi đường dài hay là những chuyến đi công tác xa chúng ta có thể để thậm chí là em nghĩ là khoảng 5 cho đến 6 chiếc vali ở trên cái cốp này đều rất là thoải mái luôn. Ở ngoài ra thì đánh gốp thì chúng ta có thể để được hai bộ cơ. Đấy, tất cả mọi thứ đều là nguyên nỉ nha quý vị anh chị. À, xe thì cũng đã được gia chủ trả uh, thảm uh, 4D 5D sẵn rồi. Đây, thảm để chân zin nguyên bản theo xe vẫn còn nguyên zin. Tất cả những đồ phụ kiện rồi uh, bản thân chiếc xe thì vẫn đang còn bảo hành của chính hãng là đến uh, hết năm 2000 uh, 2026 ạ. Đấy. Hết năm 2026 nhé quý vị anh chị. Vì xe bảo hành hà 5 năm mà. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái thời gian bảo hành rất là d dài. Đấy. Ờ, nước sơn zin của chiếc xe này thì gần như nguyên bản 100%. Các cái phần hốc gió này, mọi thứ trên chiếc xe này đều rất là đẹp và ấn tượng trong mắt của em luôn. <laughs> Hơi tiếc một điều là X5 chưa có cửa hít. Đấy. Ờ, nội thất màu nâu, một trong những gam màu nội thất rất là đẹp. Và nó thật sự là ấn tượng nhìn trông nó rất là thể thao đúng không ạ cửa sổ trời panorama này Đấy, chúng ta sẽ có cả hệ thống sấy ghế đằng sau nhé làm mát sưởi ấm ghế này tất cả mọi thứ Đấy, rất là rất là uh, rộng rãi và thoải mái luôn à, hàng ghế phụ bên cạnh cũng được tích hợp chỉnh điện đây là 18 hướng 18 hướng ạ đây bật lên xuống này tất cả mọi thứ đều là nguyên zin đều có uh, vẫn còn nguyên đi lông của nhà sản xuất Tablo khâu ra hết toàn bộ đây là vân uh, carbon 3d Toàn bộ là ghế da lỗ uh, của Napan nhé quý vị anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Ok chúng ta sẽ đi vào đến những cái phần uh, chi tiết ở cái vị trí uh, ghế lái này. Rồi cũng như là chúng ta sẽ còn cảm nhận rất nhiều option hay trên cái mẫu xe BMX5 này cùng với em Hoàng. Đây. Uh, cái vị trí mà em nghĩ là đáng ngồi nhất ở trên chiếc xe này có lẽ là cái vị trí ghế lái. Bởi vì đã nói đến BM thì chúng ta phải nói đến một chiếc xe mà có cái cảm nhận về uh, tay lái rồi cũng như là cảm nhận lái tốt. Ừ. đây hàng ghế thứ hai à, đấy. rất rộng rãi và thoải mái cửa sổ trời panorama nó phối những cái gam màu nó rất là đẹp luôn các bác đây ví dụ anh, chẳng hạn như là đây là ghế da màu nâu cà phê nhá thì bên cạnh đây toàn bộ là bằng da đen này rồi là trần bằng uh, uh, da lộn đấy da lộn cũng bằng đen màu đen rồi là kết hợp cùng những cái vần vân uh, chi tiết hợp kim uh, các cái phần này đều là chạy giải đèn led Media line nhá quý vị anh chị nhé đấy rất là đẹp và tinh tế luôn ai nói bm bây giờ không tinh tế Nhưng bằng mẹt thì hơi sai lầm đấy và em đánh giá những cái lối thiết kế của bm thật sự nó rất là đẹp đấy. ok xin mời quý vị anh chị hãy cùng vào khoang ghế lái để chúng ta cùng cảm nhận về chiếc xe này cùng với em hoàng nhé à, chúng ta sẽ có một cái màn hình uh, ở đây là màn hình uh, điều khiển đồng hồ tắp lô uh, theo uh, dạng digital đấy tất cả mọi thứ đều nguyên ni lông hết <laughs> chưa bóc một chút nào luôn bác nào thích thì có thể về bóc luôn Uh, xe chạy được 25.000 km Chúng ta có màn hình giải trí trung tâm khổ lớn ở đây Có cả hệ thống cam view trước này Đấy, cam view đằng trước Rất đầy đủ luôn đấy ạ uh, Cam lùi cực kỳ là sắc nét luôn uh, Toàn bộ các cái phần ở trên này đều là bọc uh, da Tablo khâu da uh, Hát kính HUD Trung tâm ở phía trước Ngoài ra thì uh, bm đã kết hợp nó rất là tinh tế giữa các cái phím cơ học Và những cái phím cảm ứng, màn hình cảm ứng Đây, ví dụ như chẳng hạn như là hệ thống điều hòa này Rồi các phần phím cơ học ở đây đều rất là đẹp đều rất là đẹp luôn đấy ạ đấy, điều chỉnh nhìn trông rất tinh tế và những cái mà em uh, cảm thấy nó 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 tuyệt vời nhất đó là gì ở vị trí yên ngựa trung tâm chúng ta sẽ có cái uh, cần số bằng pha lê toàn bật toàn bộ đây vật liệu bằng pha lê hết này rồi các cái phần phím vặn này hay là những cái phần phím khởi động của chiếc xe đều là bằng phím pha lê uh, kết hợp cùng những cái vân uh, hợp kim nhìn trông nó rất là sang và cực kỳ là nó đúng là thời thượng nó đúng là một chiếc xe đến từ tương lai <laughs> Nói đến ngồi BM Ngày xưa mình nghĩ là ngồi chiếc những chiếc BM Thì nó hơi cọc cạch Nhưng bây giờ thì nó đã thiết kế nó rất là đẹp hơn rồi Nhìn trông nó cá tính Vô lăng M Sport 3, ba chấu này Số thể thao trên vô lăng Chiếc xe này thì được sử dụng hộp số 9 cấp Dung tích là 3.0 Cộng uh, Power Turbo Giờ cho công suất là lên đến 336 mã Đấy Đèn pha tự động Tất cả mọi thứ đều nguyên zin nhé quý vị anh chị nhé Đấy rất là đẹp luôn ạ. Đây, em xin phép được quay lại một cái góc cảnh. Góc ở cái vị trí mà chúng ta ngồi trung tâm. Quá là tuyệt vời. Ok. À, chúng ta sẽ đến a à, đây rồi, đây rồi, quên mất không giới thiệu những cái đặc sắc nhất. À, ngoài ra thì xe được trang bị là 16 loa giải trí cao cấp Harman Kardon nhé quý vị nhà anh chị nhá. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến uh, sức mạnh. Sức mạnh của chú ngựa sắt này. Đấy, đây là động cơ i6 công nghệ Twist Power Turbo Đấy, Một trong những công nghệ có thể nói là động cơ xăng tăng áp rất là đỉnh cao của BM Phát triển đến thời điểm hiện tại Đấy, Dung tích là 3.0 cho công suất là lên đến 336 mã nhé quý vị anh chị. À, vì là một chiếc xe siêu lướt cho nên là chúng ta sẽ đánh giá từ những chi tiết nhỏ, từ những cái phần con ốc nhỏ nhất ở trên chiếc xe này. Đấy, nó có tính chất nguyên bản hay không? À, đánh giá một chiếc xe 2020 21 nó sẽ khác hoàn toàn với một chiếc xe 2016, 2017, 2018 nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, chúng ta sẽ phải đi từ những chi tiết nhỏ ví dụ như là ốc nắp cabo này ờ, cabo của chiếc xe này thì nó không có keo chỉ cho nên chúng ta phải nhìn từ cái nước nước, nước sơn nhỏ đấy uh, mọi thứ đều phải là nguyên zin đấy trạng thái nguyên zin nguyên bản của chiếc xe đấy ụ giảm sóc này đấy rồi các cái phần chi tiết khác nữa xương đầu xe mọi thứ đương nhiên rồi chiếc xe thì bên em trước khi mua về thì đều có đưa vào trong chính hãng để kiểm tra và có biên bản kiểm tra chất lượng xe tại chính hãng cho quý vị hoàn toàn yên tâm uh, Hiện tại thì mẫu BMX5 phiên bản M Sport này thì em Hoàng đang bán với một cái tầm tài chính là 4 tỷ 450 triệu đồng Có hỗ trợ thêm về giá và cũng như là hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe Trong thời gian tối đa là từ 5 cho đến 7 năm à, Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị hãy vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng Theo số hotline là 097 209 9992 Hoặc là đến trực tiếp showroom bên em tại địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn cầu giấy Hà Nội Để có cơ hội được trải nghiệm một cái mẫu xe SUV rất tuyệt vời này à, Về chính sách bảo hành bên em có cấp hợp đồng bảo hành là một năm hoặc tương đương 10.000 km bao gồm các cái tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn không ngập nước thủy kích động cơ hợp số của xe nguyên bản hồ sơ pháp lý minh bạch và số km là nguyên bản theo xe một lần nữa em đức hoàng xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết clip xin chào và hẹn gặp lại